Hiền chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hiền chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của luật sư Đỗ Trọng Hiền, kênh cập nhật và chia sẻ trực tuyến các văn bản pháp luật, các bản án, các quyết định của tòa án về hình sự, dân sự, hành chính, thuế, kế toán, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, vân vân. Cập nhật và chia sẻ các kỹ năng về hành nghề luật sư, về thuế, về kế toán, vân vân. Cập nhật và chia sẻ hướng dẫn đào tạo học viên, nhân viên về hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, kê khai thuế, quyết toán thuế và các công việc khác có liên quan đến pháp luật về thuế, về kế toán, vân vân. Hiền xin thân chào tất cả các bạn. Hôm nay thì Hiền sẽ chia sẻ với các bạn về một chuyên đề nho nhỏ, đó là về các hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19. Thì tại sao mà hôm nay Hiền chọn cái đề tài này là, như chúng ta cũng đã biết, trước cái diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ở nhiều địa phương thì đã lập các chốt kiểm dịch để lấy thông tin y tế, kiểm tra thân nhiệt của những người qua lại. Bên cạnh đó, đại đa số người dân cả nước là thực hiện hưởng ứng chấp hành, thì có nhiều người đã không những không chấp hành quy định khi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh mà còn chống lại cái người thi hành công vụ. Ví dụ như là có những người thì vượt rào cách ly, có những người thì nhảy xuống sông để trốn phạt vi phạm giãn cách xã hội, có những người thì trốn trạm kiểm dịch, có những người thì lợi dụng cái tình hình dịch bệnh để đăng tin thất thiệt, đăng tin như là phát gạo về từ thiện, có những trường hợp là phá chốt kiểm soát, xét nghiệm kiểm soát dịch, cũng như có những trường hợp thì đánh cảnh sát giao thông, có những trường hợp thì ra đường tập thể dục vi phạm cái quy định về phòng chống dịch, cũng như có những trường hợp mà tập trung ăn nhậu đã bị công an phát hiện. Có những thanh niên, 21 thanh niên trốn vào rừng nhậu rồi đăng hình lên Facebook và đơn cử gần đây là gây náo loạn cộng đồng mạng, đó là có một chị gái ở quận 4 thường xuyên ra đường để nhưng không đeo khẩu trang và không có nón bảo hiểm, gây phẫn nộ, gây đáp loạn cả cộng đồng mạng. Thậm chí có những người tấn công công an để mục đích là thông chốt kiểm dịch, tưởng họ tung tin để xuyên tạc cái công tác phòng chống dịch. Đấy, thậm chí có những thanh niên rất là hung hăng chửi bới kiểm soát ở chốt kiểm soát dịch, và thậm chí là không đeo khẩu trang đánh công an, vân vân, rất là nhiều trường hợp. Có quá nhiều tình huống trường hợp dẫn đến các hành vi vi phạm trong thời gian phòng chống dịch. Mà vấn đề đặt ra là hành vi không chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19, chống người thi hành công vụ sẽ bị phạt như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái người thi hành công vụ. Thì thế nào là cái người thi hành công vụ? Người thi hành công vụ là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân được cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và được pháp luật bảo vệ nhằm phục vụ lợi ích của nhà nước, nhân dân và xã hội. Còn thế nào là hành vi chống người thi hành công vụ? Hành vi chống người thi hành công vụ là hành vi dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực hoặc không chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ được giao, ép buộc người thi hành công vụ không thực hiện nhiệm vụ được giao, đó là hành vi chống người thi hành công vụ. Và các hành vi như thế nào thì bị nghiêm cấm đối với tổ chức cá nhân? Thứ nhất là không chấp hành các quy định của pháp luật, không chấp hành sự điều hành, hướng dẫn, yêu cầu của người thi hành công vụ, chống đối hoặc cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai là lợi dụng quyền tự do, dân chủ, tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo, xúi dục, kích động người khác chống người thi hành công vụ. Thứ ba là xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản của người thi hành công vụ, xâm hại tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của lực lượng thi hành công vụ. Thứ tư là các hành vi khác nhằm chống người thi hành công vụ. Theo đó, đối với người không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19 và có các hành vi chống người thi hành công vụ thì tùy tính chất và mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể
bị xử lý vi phạm hành chính hoặc là xử lý trách nhiệm hình sự. Cụ thể về xử phạt vi phạm hành chính thì nếu người vi phạm có các hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ trong thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 như có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc có hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ, hành vi chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Tại cái điều 20 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội với các nội dung như sau: hành vi cản trở, chống lại thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người thi hành công vụ thì thứ nhất, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm, trốn tránh việc thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Thứ hai, phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Thứ nhất, cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Thứ hai, có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ. Thứ ba, xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Và phạt tiền thứ ba là phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ. Thứ hai là gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước của người thi hành công vụ. Thứ ba là đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính. Thứ tư là hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác đối với hành vi quy định tại điểm C khoảng 3 điều này. Điểm C đó là cái điểm mà đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính. Như vậy là có 3 cái mức phạt tiền và cái mức hình thức xử phạt bổ sung đối với việc xử phạt vi phạm hành chính, và cái mức thấp nhất là phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 triệu đồng. Và cái mức phạt tiền ở cao nhất là từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Ngoài ra là cái hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu số tiền và tài sản hoặc lợi ích vật chất khác đối với cái hành vi như là đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính thì có cái quy định về xử phạt về xử lý hình sự. Về xử lý hình sự thì có hai cái mức. Thứ nhất, nếu mà người vi phạm có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở, chống lại cái việc thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ trong thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19, hành vi đó mà đủ các yếu tố cấu thành tội chống người thi hành công vụ thì người vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Người vi phạm có thể bị xử phạt hình phạt tù cao nhất đến 7 năm tù. Về điều 330 tội chống người thi hành công vụ có nội dung như sau. Về khoản 1 là người nào dùng vũ lực đe dọa, dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Khoản 2 là phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây. A là có tổ chức. B là phạm tội 2 lần trở lên. C là xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. D gây thiệt hại về tài sản 50 triệu đồng trở lên. D là tái phạm nguy hiểm thì bị phạt từ 2 đến 7 năm tù. Đó là những cái hành vi mà không chấp hành quy định về phòng chống dịch COVID-19 thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là quy định về xử lý vi phạm hình sự.
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi đóng góp, chia sẻ hoặc cần hỗ trợ tư vấn, các bạn để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư Hiền qua Zalo số điện thoại 0909164167, 0917303340 hoặc địa chỉ email hienluotsu10031982@gmail.com. Và các bạn cũng có thể vào trang web nghiệpvụ-kế-toán.vn hoặc đổi-gia-luật.vn để cập nhật các tin tức, các bài viết có liên quan đến pháp luật, liên quan đến thuế, liên quan đến kế toán, liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ để kênh ngày càng phát triển. Và bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn an khang, mạnh khỏe, thành công. Hẹn gặp lại các bạn.